Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu thân Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới mà cuốn đồ trên chúng con muôn phúc lộc tràn đầy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời quý cha và cộng đoàn an toàn. Giờ đây, ông trưởng ban hàn giáo đại diện giáo xứ có lời chúc xuân quý cha và cộng đoàn. Trọng kính cha Đa Minh Chánh Sứ, cha Giuse Phó Sứ, quý cha Bản Hương, quý tu sĩ, quý cụ, quý chức ban hàn giáo Tân Kiều, quý giới, quý ban ngành, hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa. Con xin thay lời cho quý cụ, quý chức và cộng đoàn giáo xứ kẻ sạt thân yêu của chúng con. Xin gửi tới quý cha và toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào ngày đầu tiên của năm mới, năm Quý Mão 2023 tràn đầy niềm vui hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Xuân. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, năm cũ Nhâm Dần đã trôi qua, là lúc nhường chỗ cho năm mới Quý Mão được bắt đầu. Xuân đến, xuân đi, xuân lại về. Vâng, Chúa Xuân lại về trên quê hương đất nước và giáo xứ kẻ sạt thân yêu của chúng con. Hoa lá cỏ cây cũng đâm chồi nảy lộc, đang vươn mình đón lấy hơi ấm của mùa xuân, hòa quyện cùng với sự vòng xoay của đất trời. Và một năm mới được bắt đầu, năm mới khai mở thêm nhiều hy vọng mới, với niềm tin tưởng sẽ gặt hái nhiều thành đạt cho cá nhân, gia đình và giáo xứ chúng con. Trong thời khắc linh thiêng của thánh lễ đầu năm mới Quý Mão, giáo xứ chúng con cùng với quý cha nhìn lại một năm qua với biết bao cảm xúc thăng trầm, nhưng cũng ngập tràn hồng ân để cảm tạ tri ân Thiên Chúa qua mẹ Maria mân côi bổn mạng đã ban cho giáo xứ chúng con. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, 365 ngày trôi qua nhờ sự quan phòng yêu thương của Chúa, cùng với sự điều hành hướng dẫn của hai cha, với sự cộng tác của quý tu sĩ, quý cụ, quý chức, quý giới ban ngành hội đoàn và tất cả mọi người trong giáo xứ đã và đang từng bước mang lại luồng sinh khí mới cho giáo xứ, không chỉ đời sống đức tin mà còn tác động lan tỏa yêu thương, chan hòa tình đoàn kết, tình hiệp hành, tình hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ xã hội. Xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý chức và toàn thể quý vị. Kính thưa quý cha, tất cả là hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng đặc biệt cho giáo xứ chúng con. Con xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ kính chúc cha chánh xứ, cha phó xứ, quý cha đồng tế một năm mới dư tràn ân sủng của Thiên Chúa, thêm ơn khôn ngoan, thêm một mùa xuân của đời dâng hiến phục vụ, một mùa xuân yêu thương, một mùa xuân hy vọng. Mọi ước nguyện của quý cha, đặc biệt ước nguyện của giáo xứ chúng con là khởi công xây dựng nhà mục vụ sẽ được hiện thực và được Chúa chúc lành. Xin kính chúc quý tu sĩ một năm mới tràn đầy ân phúc của Chúa, luôn là ánh sáng, là mối men giữa lòng thế giới và nhất là luôn thăng tiến trong đời sống thánh hiến của mình. Kính thưa quý cộng đoàn, nhìn lại một năm qua,
Nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ tinh thần tông đồ và tình liên đới của quý tu sĩ, quý cụ, quý chức, quý giới, quý ban ngành hội đoàn, quý vị ân nhân và mọi người cộng tác, giáo xứ chúng ta đang từng bước đi lên, thăng tiến phát triển cả đời sống đức tin và sự phục vụ. Về kinh tế, bước sang năm mới 2023, kỷ niệm 50 năm khởi công xây dựng nhà thờ, giáo xứ hướng tới xây dựng nhà mục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của mọi thành phần, cũng như quý giới và cộng đoàn. Ban hành giáo cũng kêu mời mọi người trong giáo xứ cũng như hải ngoại tích cực đóng góp xây dựng nhà chung. Ước gì năm tới 2024, giáo xứ kỷ niệm 50 năm khánh thành nhà thờ, kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ, cũng là dịp khánh thành ngôi nhà mục vụ mà chúng ta khởi công năm nay. Một lần nữa nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân ban bình an và muôn phúc lành trên quý cha, quý tu sĩ, quý cố, quý cụ, quý chức tân kiều, quý giới, quý đoàn thể, quý vị ân nhân, quý vị xa xứ, xa quê hương hải ngoại và cộng đoàn giáo xứ. Xin kính chúc mọi người, mọi nhà tràn đầy phúc lộc, luôn được thành đạt, sức khỏe dồi dào, hưởng một năm mới tràn ngập niềm vui hạnh phúc trong tình yêu và ân sủng của Chúa Xuân. Xin kính chúc. Nhân dịp đầu năm mới, xin Cha Thánh Sứ ban cho cộng đoàn chúng con những lời vận tử. Chúng con trân trọng kính mời Cha. Trước hết xin được thay lời quý Cha và quý cộng đoàn cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của ông Chánh đại diện cho quý chức cũng như cộng đoàn gửi đến quý Cha và mọi người. Ngày đầu xuân, thấy muôn hoa khoe sắc, mọi người ăn mặc đẹp trong một cửa hàng phục vụ rất trang trọng và lời ca tiếng hát rất hay. Chúng ta cũng được tặng ơn Chúa, cảm ơn quý chức ban giáo đã tổ chức thánh lễ đầu xuân này. Một năm đã qua nhiều biến động nhưng mà Chúa vẫn giữ chúng ta bình an và được hồi phục sau một năm dịch bệnh. Chúng ta trung tâm tình nguyện tạ ơn Chúa và chúng ta cũng tin tưởng phó thêm năm mới này cho sự yêu thương quan phòng của Chúa. Đối với quý cha thì trong một năm qua đã nhận được biết bao ơn lành của Chúa, của sự nâng đỡ của quý tu sĩ, quý chức và cộng đoàn. Cũng có nhiều những thiếu sót trong sự cư xử, trong trách nhiệm làm việc. Xin cộng đoàn chúng ta cũng cảm thông và lượng thứ, và đặc biệt chúng ta cũng đưa năm mới này tất cả mọi người cả những lỗi lầm thiếu sót phận người của chúng ta cho Thiên Chúa đầu lòng thương xót. Đối với giáo xứ chúng ta trong năm mới 2023 này, kỷ niệm mà 50 năm đặt viên đá xây dựng nhà thờ, cũng là đặt viên đá xây dựng ngôi nhà mục vụ của giáo xứ. Đây cũng là ý định của quý đức cha gửi gắm cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta muốn thực hiện những năm nay
xây dựng nhà thờ thì ước gì nhờ ơn Chúa, nhờ sự hiệp nhất cộng tác quảng đại của mọi người, từ thiếu nhi cũng được một viên gạch, từ thiếu người lớn các giới quy chức cộng đoàn, chúng ta chung tay góp nhau vật tư, bao xi măng, hạt cát để xây dựng. Và ước gì công trình chúng ta sẽ khởi công năm nay nhờ sự nỗ lực sẽ hoàn thành vào năm sau. Năm sau là năm 2024. Nhà thờ chúng ta khánh thành vào ngày 12 tháng 10 năm 1974. Của nhà thờ các bạn ghi và như vậy năm tới mà chúng ta khánh thành thì sẽ vừa kỷ niệm 50 năm khánh thành nhà thờ và vừa kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ 1954-2024. Trong thời gian có thể nói hơn một năm như vậy thì để xây dựng một ngôi nhà lớn khang trang đòi hỏi sự nỗ lực góp công sức của nhiều người cũng như tiến độ thi công, chúng ta phó dâng công trình cho Chúa để xin Chúa quan phòng sắp đặt định liệu mọi người cũng như mọi việc được diễn ra tốt đẹp. Và nhân dịp ngày đầu xuân xin kính chúc mọi người, đặc biệt quý cha, quý tu sĩ, quý chức ban giáo tân cựu, quý cụ bạn chị em và cả những người con của giáo xứ cảnh sắc phương xa trong nước cũng như hải ngoại được tràn đầy hồng ân của Chúa, được dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc, công việc được thuận lợi, tốt đẹp và thành công hiện đại trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc. Giờ đây đại diện cộng đoàn lên mái Lộc Xuân, chúng con xin kính mời cha chánh phó sứ, quý cha, quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo Tân Kiều, ban chỉ sự các giới, ban điều hành các hội đoàn tiến lên gian cung thánh Thánh Lộc Xuân. Xin quý ông chúng ta Thánh Lộc Xuân bên nam, quý bà Thánh Lộc Xuân bên nữ. Lúc giết lấy
trân trọng kính mời. Xin kính mời đồng bào. Ngày đầu xuân xin lần ba cha đồng tên chúng ta cùng bằng các tầng của cộng đoàn chùa của mình chị em. Xin thiên chúa là xuôi nguồn mọi phúc lành ban cho anh chị em muôn ơn tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành vui ngàn và nhìn từ anh chị em chúa ca năm được hồn an sát mạnh. Xin thiên chúa nhìn từ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy và cùng với lòng nhẫn nại thân thiện được tin vững nên cùng trong đức mê. Xin Thiên Chúa sẽ gặp ngày khác và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con